Hội nghị Geneva, âm mưu của các nước lớn, phần 1. Quý vị và các bạn thân mến, Hội nghị Geneva về Đông Dương năm 1954 là một diễn đàn quốc tế đa phương với sự chi phối của các nước lớn, nên Việt Nam gặp khó khăn trong việc phát huy được thế thắng trên chiến trường, rất khó để giành thế chủ động trong đàm phán. Nhưng với việc đánh giá đúng tình hình, Việt Nam đã xử lý linh hoạt mối quan hệ với các nước lớn tham gia hội nghị. Vậy âm mưu chính của các nước lớn trên bàn đàm phán này là gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân dung lịch sử để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thành phần hội nghị. Hội nghị Geneva về Đông Dương có 9 đoàn đại biểu tham dự. Ngoài 5 nước lớn là Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, còn có các đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do ông Phạm Văn Đồng dẫn đầu, của Quốc gia Việt Nam do Nguyễn Quốc Bình dẫn đầu, của Vương quốc Lào do Phao Y Sananiknon dẫn đầu, của Vương quốc Campuchia do Nhiếp Tiêu Long dẫn đầu. Hội nghị có đồng chủ tịch là Liên Xô và Anh. Các đoàn đại biểu Pathet Lào và Khmer Isarak đều có mặt tại Geneva. Đoàn đại biểu của ta ngay từ đầu đã yêu cầu hội nghị mời họ tham gia, nhưng Liên Xô thì né tránh, còn Trung Quốc đã công nhận tính hợp pháp của chính phủ Vương quốc Campuchia, Vương quốc Lào, cho nên họ không ủng hộ việc Pathet Lào và Khmer Isarak tham dự hội nghị. Âm mưu của các nước lớn. Với tư cách là người chiến thắng trên chiến trường Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 5 năm 1954, đoàn đại biểu Việt Nam nêu rõ lập trường về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Đông Dương, bao gồm 8 điểm như sau. 1. Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Campuchia và Lào. 2. Ký hiệp định về việc rút quân đội nước ngoài ra khỏi Việt Nam, Campuchia và Lào. 3. Tổ chức tổng tuyển cử tự do ở Việt Nam, Campuchia và Lào để thành lập chính phủ thống nhất trong mỗi nước. 4. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Campuchia và Lào bằng lòng xem xét việc tự nguyện gia nhập Liên Hiệp Pháp. 5. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Campuchia và Lào công nhận các quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp, sẽ cùng nước Pháp quy định các quyền này theo nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng quyền lợi lẫn nhau. 6. Hai bên không khủng bố những người hợp tác với đối phương trong thời gian chiến tranh. 7. Trao đổi tù binh. 8. Ngừng bắn hoàn toàn và đồng thời trên toàn cõi Đông Dương. Điều chỉnh các vùng, đình chỉ đưa quân đội và thiết bị quân sự mới vào Đông Dương. Lập ủy ban tay đôi gồm đại biểu hai bên đối phương để kiểm tra, bảo đảm thực hiện hiệp định đình chiến. Với giải pháp 8 điểm trên đã phản ánh rõ lập trường, quan điểm của Việt Nam về giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân các dân tộc trên bán đảo Đông Dương nói chung. Hội nghị Geneva do 4 nước triệu tập và có 4 nước khác tham gia. Đây là một cuộc thương lượng quốc tế nhiều bên, trong đó mỗi bên đều có mục tiêu và ý đồ riêng của mình. Lập trường của Pháp. Cả Pháp lẫn Việt Nam đều xác định trận Điện Biên Phủ là trận chiến quyết định vị thế hai bên trước khi bước vào bàn đàm phán. Pháp muốn có một lối thoát trong danh dự khỏi cuộc chiến, cũng như bảo vệ các lợi ích còn sót lại tại Đông Dương. Ban đầu, phái đoàn Pháp tham dự hội nghị giữ lập trường khá cứng rắn. Đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để xoa dịu dư luận và để chính phủ của Thủ tướng Lanier tránh bị mất tín nhiệm, đồng thời tranh thủ thời gian cứu nguy cho quân đội Pháp ở Đông Dương. Phía Pháp chủ trương chỉ giải quyết vấn đề quân sự theo kiểu Triều Tiên, nghĩa là ngừng bắn và giải giáp tại chỗ những lực lượng không chính quy mà không có giải pháp chính trị. Sau một thời gian giữ lập trường cứng rắn, thì Pháp đã phải gánh chịu thất bại lớn ở trận Điện Biên Phủ. Nội các của Thủ tướng Lanier bị nhân dân Pháp lên án, buộc phải từ chức ngày 12 tháng 6. Phe chủ chiến ở Pháp bị đánh đổ. Mandes France thuộc phái chủ hòa lập chính phủ mới. Ngày 18 tháng 6, khi nhậm chức, Mandes France tuyên bố sẽ từ chức nếu trong vòng một tháng không đạt được ngừng bắn ở Đông Dương. Pháp muốn rút khỏi chiến tranh Đông Dương trong danh dự, đồng thời duy trì những lợi ích kinh tế và ảnh hưởng văn hóa tại Lào, Campuchia và miền Nam Việt Nam. Pháp không chấp nhận phương án vĩ tuyến 13 của Việt Nam với lý do chính quyền Bảo Đại vẫn cần phải có Huế,
Đồng thời, Pháp vẫn cần đường chín để tiếp tế cho Lào từ Biển Đông. Đồng thời mất Tây Nguyên thì sớm hay muộn, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng sẽ chiếm miền Nam Việt Nam. Pháp đề xuất vị tuyến 18 để ép Việt Nam phải từ bỏ vùng kháng chiến ở khu vực miền Trung, cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, những địa bàn có lực lượng Việt binh rất mạnh cả về chính trị lẫn quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng René Blevin khẳng định, vấn đề Đông Dương chỉ có thể giải quyết bằng cách nhượng bộ Trung Quốc, công nhận ngoại giao và hủy bỏ cấm vận buôn bán đối với Việt Nam. Trưởng phái đoàn Pháp là Mandes bày tỏ sự nghi ngờ với phía Việt Nam khi cho rằng nhiều khả năng Việt Nam sẽ phong tỏa đường chín khe xanh như Liên Xô đã làm khi phong tỏa Tây Berlin sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Căn cứ vào diễn biến giữa Lào và Pháp, phái đoàn Việt Nam đã nhận định đường chín rất quan trọng với Pháp chứ không phải đơn thuần là một chiêu bài đàm phán khi Pháp rất cứng rắn khi nhắc tới vấn đề Lào. Và trước khi từ nhiệm, Tổng thống Eisenhower cũng đã ép Tổng thống Kennedy bằng mọi giá phải giữ được Vương quốc Lào, thân Pháp. Lập trường của Mỹ. Đối với Mỹ, khi tham gia đã thể hiện lập trường khá phức tạp. Thời kỳ đầu, Mỹ thực hiện chính sách răn đe, ngăn chặn mọi sự thỏa hiệp bất lợi cho phương Tây và gây trở ngại cho mưu đồ của Mỹ thay chân Pháp ở Đông Dương. Thực chất, lập trường của Mỹ là chủ trương không can thiệp trực tiếp mà chỉ giúp Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh. Khi phái chủ hòa ở Pháp nắm chính quyền, Mỹ Anh Dân Hòa đưa ra giải pháp 7 điểm ngày 29 tháng 6 năm 1954, coi đây là lập trường chung của phương Tây và Pháp. Mỹ tiếp tục ép Pháp phải cứng rắn, ngăn chặn mọi thỏa hiệp, thậm chí đe dọa mở rộng chiến tranh, là do sợ Pháp vì tình thế khó khăn mà chấp nhận một giải pháp bất lợi cho Mỹ nhảy vào Đông Dương sau này. Lập trường của Anh. Nước Anh thì không muốn dính líu vào cuộc tái xâm lược của Pháp ở Đông Dương cùng với Mỹ, nhưng cũng không muốn gây tổn hại đến quan hệ đồng minh với Mỹ. Anh kiên trì khuyên Mỹ trì hoãn những hành động quân sự tại Đông Dương, bao gồm việc thành lập khối SEATO cho đến khi lực lượng cộng sản đưa ra giải pháp hòa bình được Mỹ chấp thuận, do đó không phải là lựa chọn ủng hộ hay không ủng hộ Mỹ. Ngoài ra, Anh chủ trương ủng hộ Pháp thương lượng trên thế mạnh. Đồng thời, Anh cũng đề nghị các nước thân Anh tham gia hội nghị, bao gồm Myanmar, và loại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khỏi hội nghị. Tuy nhiên, đề xuất của Anh đã bị Liên Xô bác bỏ do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là bên tham chiến trực tiếp với Pháp. Lập trường của Liên Xô. Đối với Liên Xô, mong muốn sớm chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, góp phần giảm căng thẳng quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đường lối đối ngoại chung sống hòa bình giữa hai hệ thống. Với cương vị là đồng chủ tịch, Liên Xô đóng vai trò dẫn hòa trên các vấn đề lớn nhưng tỏ ra kín đáo và cân bằng. Lập trường của Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, được mời dự hội nghị Geneva là cơ hội vàng để thực hiện cùng lúc 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất, thúc đẩy việc giải quyết nhanh chóng chiến tranh Đông Dương theo tinh thần Triều Tiên hóa, với hy vọng tạo lập một khu đệm ở Đông Nam Á và ngăn chặn Mỹ thay thế Pháp ở bán đảo Đông Dương, hạn chế khả năng Mỹ can thiệp vào bán đảo này. Trung Quốc vừa tránh được nguy cơ đối diện trực tiếp với Mỹ, vừa thực hiện được vai trò bảo trợ an ninh cho cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Thứ hai, để có vị thế quốc tế của Trung Quốc, khôi phục lại vị thế một nước lớn có vai trò trong các vấn đề quốc tế, mà trước hết là ở châu Á. Thứ ba, mở rộng quan hệ với các nước Tây Âu, trước hết là ngoại giao và thương mại, nhằm góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, phá thế bao vây cấm vận của Mỹ. Mặt khác, chúng ta cũng dễ nhận thấy trong thời kỳ này, Trung Quốc là một nước lớn, nhưng vị thế chính trị quốc tế của Trung Quốc còn hạn chế, chưa có chân ở Liên Hợp Quốc, chưa có tư thế của một nước lớn trên quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu đó, với tư cách là người láng giềng, người bảo trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, Trung Quốc tự đứng ra đóng vai trò là bên đối thoại chính. Từ đó, Pháp và Trung Quốc trở thành trung tâm của cuộc mặc cả, dàn xếp. Trung Quốc vin cớ làm thất bại sự phá hoại của Mỹ mà sẵn sàng có những thỏa thuận nhân nhượng trên vấn đề Việt Nam và thậm chí có những nhân nhượng quan trọng trên vấn đề Lào và Campuchia. Một thành viên đoàn đàm phán của Pháp là Jacques de Follin đã viết: trên tất cả các vấn đề quan trọng, chính là Trung Quốc đã ép Phạm Văn Đồng có những nhân nhượng cần thiết để đạt được thỏa thuận mà họ mong muốn. Quý vị và các bạn thấy sao về âm mưu này của các nước lớn? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.